Video này được mang đến cho bạn bởi Trùng Cuối và Trùng Figure, shop bán áo chính thức của chúng tôi. And the Oscar goes to Michelle Yeoh. Thank you for all the little boys and girls who look like me watching tonight. Trước khi vào video này, chúng ta hãy cùng dành ra vài giây để vinh danh cho người phụ nữ tài giỏi với nhiều vai diễn mẹ chồng châu Á nhất và nay đã giành Oscar về vai diễn mẹ vợ châu Á. Dương Tử Quỳnh. Dương Tử Quỳnh tên phồn thể là Yang Zichong. Tên giản thể là Yang Zichong. Giống cái trên. Tên tập thể gọi là Michelle Yeoh. Cô Quỳnh lớn lên trong một gia đình khá giả, đoán thế vì cha cô là luật sư. Ngoài giúp cho gia đình có nguồn thu nhập tốt, nó còn là cái nồi giúp cô Quỳnh biết ba thứ tiếng: tiếng Mã, tiếng Anh và tiếng quan thoại. Tiếng Mã ở đây là tiếng Mã Lai nhé, không phải là tiếng ngựa. Không chỉ là một người con của đất nước, cô Quỳnh thậm chí còn từng làm hoa hậu. Tôi sẽ không lan man rằng mình lên Google tìm ảnh cô Quỳnh hoa hậu và kết quả tìm kiếm là ra Khổng Tú Quỳnh. Anyway, kể đến đâu nhỉ? Cô Quỳnh nhà khá giả, thế nên là năm lên 4 tuổi cô đã được học múa ballet và học bơi. Cô Quỳnh đáng lẽ ra đã trở thành một vũ công ballet nổi tiếng thế giới và giải nghệ ở đâu đó tuổi 20-25, rồi rút đi làm giáo viên như đa số vũ công ballet khác. Nhưng có một sự cố đã xảy ra, cô bị chấn thương chân và sự nghiệp múa của cô kết thúc. Nhưng cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra. Cô Quỳnh quyết định trở thành một diễn viên. Nếu tuổi thơ của cô Quỳnh nhờ bố thì lớn lên cô lại nhờ mẹ. Bằng một cách nào đó, mẹ cô bí mật đăng ký cho cô thi hoa hậu. Và như đã nói ở trên, cô đậu luôn hoa hậu. Điều đó giúp sự nghiệp diễn xuất của cô thăng tiến. Có thăng tiến thật không nhỉ? Chỉ biết là sau đó cô được mời đến đóng quảng cáo đồng hồ xịn hơn là xịn với Thành Long, ông hoàng võ thuật phim ảnh lúc bấy giờ. Tôi sẽ không kể một loạt những phim mà cô Quỳnh từng đóng vì đó là việc của Wiki. Nhưng vì đây là video của cô Quỳnh nên hãy cùng nói sơ qua về sự nghiệp điện ảnh của cô. Nếu nhắc đến Dương Tử Quỳnh, có lẽ nhiều người sẽ có một suy nghĩ xẹt qua kiểu cái cô châu Á gì đó hay đóng phim vai khó tính hoặc mẹ chồng, đúng không? Hay là chỉ tôi như vậy? Quả đúng là cô Quỳnh đã đóng rất là nhiều phim, nhiều đến nỗi nhìn cô rất quen mặt. Cô Quỳnh cũng xuất phát điểm đóng các phim của Trung Hoa, Hồng Kông, Đài Loan, nổi bật là bộ phim Ngọa Hổ Tàng Long được nhau nặn dưới bàn tay của đạo diễn Lý. Phim đã dành cho mình 4 tượng thì chắc là thành công, đúng không? Ngó qua dàn cát, thần bài Châu Nhuận Phát, một trong tứ đại hoa đán Trương Tử Di. Phim này hay lắm vì có 4 tượng mà. Chúng ta có Crazy Rich Asian với cô Quỳnh trong vai một bà mẹ khó tính. Rồi bỗng cô Quỳnh giỏi võ trong Diệp Vấn Ngoại Truyện. Nhưng đấy vẫn chưa phải là điều gì ghê gớm khi cô Quỳnh xuất hiện ngoài vũ trụ trong Vệ Binh Vũ Trụ của nhà mờ. Rồi lại về trái đất trong Sang Chi cũng của nhà mờ. Vì một bộ phim nói về châu Á mà của Mỹ làm thì không thể thiếu cô được. Nhưng rồi cũng đừng lấy làm lạ khi cô có thể xuất hiện một cách đầy nhí nhố trong Minion: The Rise of Gru. Và rồi những người cần cù rồi cũng sẽ bị gù. Bị gù vì nỗ lực trong cuộc sống, Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ là bộ phim đã mang lại tượng vàng cho cô Quỳnh. Bộ phim này như một cái tát vào mặt Marvel khi cùng thời điểm đó, nhà mờ ra mắt bộ phim Bác Sĩ Trang ở Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn và bị chê thảm thương mãi đến tận bây giờ. Đừng hiểu lầm tôi anti nhé, tôi xem Marvel nhiều mà. Nhưng để so sánh thì Everything Everywhere khiến Doctor Strange trông như chương trình truyền hình dành cho trẻ em. Sự xuất sắc đến từ cả kịch bản, quay dựng diễn xuất, kỹ xảo hậu kỳ, sử dụng câu chuyện rất đơn giản về tình cảm gia đình nhưng lại được giải quyết trong bối cảnh đa vũ trụ vô cùng phức tạp. Tất cả tạo thành một sân khấu tuyệt vời, giúp cô Quỳnh đẩy khả năng diễn xuất của mình lên mức cao nhất khi cô phải hóa thân vào nhiều phiên bản khác nhau của nhân vật và phải kiểu nail it hết tất cả các phiên bản đấy. Tôi nghĩ tượng vàng cho cô Quỳnh là xứng đáng, là sự công nhận dành cho sự nghiệp đóng phim cần mẫn, không từ bất kỳ một thể loại nào. Chắc là có. Từ vai lớn đến vai nhỏ, giây phút cô Quỳnh được vinh danh ở hạng mục nữ chính xuất sắc nhất đó, tất nhiên là những giọt nước mắt, sự lặng người đi khi được công nhận, sự tự hào khi là người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải Oscar. Cô Quỳnh đã chứng minh được rằng cô không chỉ có nhan sắc, thứ phần nào đã tàn phai ở độ tuổi 60, mà cô còn có tài năng. Và quan trọng hơn là sự bền bỉ với mục tiêu bản thân đã đề ra. Vậy thì đời sống cá nhân của cô sẽ như thế nào? Ngược lại với sự nghiệp điện ảnh thành công, đời sống tình cảm cá nhân của cô Quỳnh lại có phần sóng gió hơn. Điều này cũng là dễ hiểu khi cô vừa là hoa hậu, vừa là diễn viên nổi tiếng. Tạm thời chưa bàn đến việc cân bằng đời sống gia đình và đời sống công việc mà cô đã gặp khó khăn đầu tiên trong việc lựa chọn đối tượng. Tất nhiên là vào những năm đầu chập chững các thứ, cô sẽ ưu tiên những thế lực có cùng ngôn ngữ với mình. Ý tôi là người nói tiếng Tàu. Cô bén duyên với Phan Địch Sinh, một đại gia kim hoàn nổi tiếng ở Hồng Kông, đồng thời là một chủ công ty thời trang gần bằng xốp của Trùng Cuối. Hai người bên nhau thuận lợi đến mức cô Quỳnh đã kết hôn với ông. Chớ trêu thay, họ đã mất 3 năm sau để nhận ra là mình không hợp nhau. Đấy là thông tin trên mạng nó nói vậy, chứ tôi không nằm dưới gầm giường nhà người ta. Rời xa cuộc sống hôn nhân thất bại, cô Quỳnh tỏ ra khá kín tiếng
có tin đồn rằng Oliver Stone, Grasco, mà chắc các bạn cũng chẳng quan tâm ông đá này là ai nhỉ? Vì thế hệ của chúng ta chỉ biết đến ông đá này thôi. Nói chung là chú Stone này có một tác phẩm tên là Phố Wall đã giúp Michael Douglas giành được tượng vàng Oscar. Quay lại với cô Quỳnh thì cô luôn phủ nhận mối quan hệ một chiều này. Mối tình thứ ba của cô Quỳnh gắn liền với thời gian phát triển sự nghiệp ở Hollywood. Một người đàn ông cũng họ Dương, tự là Bình Lương. Trùng hợp là ông cũng làm chủ một công ty thời trang. Trùng hợp nữa là hai người cũng bên nhau được 3 năm xong tạm biệt. Số 3 có vẻ là con số không may mắn với cô. Vậy số 4 thì sao? Lần này là một người đàn ông Mỹ gốc Hoa, một bác sĩ tim mạch tên Á Luân. Nhưng thậm chí mối quan hệ này chỉ tồn tại được 1 năm. Cô tiếp tục rong chơi với một ông chủ công ty điện ảnh giải trí lớn của Hồng Kông và như thường lệ nó lại kết thúc chóng vánh. Quá mất niềm tin vào tình yêu, người cuối cùng mà cô Quỳnh bén duyên là một giám đốc của một đội đua F1. Người yêu của cô Quỳnh đa dạng ngành nghề thật đấy. Có lẽ đó là nguyên liệu để cô làm phim hay như vậy. Người đàn ông này làm về xe đua nhưng có vẻ trong chuyện tình cảm thì lại không hề chóng vánh. Bằng chứng là họ vẫn nương tựa nhau đến hiện tại. Một người đàn ông tốt, Jean Todd. Nếu dành những lời có cánh cho cô Quỳnh lúc này thì có vẻ đó là những lời dư thừa. Chi bằng chúng ta hãy đến với tác phẩm đã mang lại tượng vàng cho cô, sẽ là câu trả lời đanh thép nhất. Cuộc chiến đa vũ trụ được xếp vào thể loại phim hài chính kịch xen lẫn hành động võ thuật, nghe giống kiểu thể loại phim bảo chứng doanh thu nhỉ. Và chắc cũng không ít người nghĩ nó sẽ chỉ là một bộ phim vui vẻ như kiểu Giờ Cao Điểm. Có lo thì lo là meta phim bây giờ thay đổi. Nếu không có những yếu tố mới thì sẽ khó thu hút được người xem. Và chúng ta có đa vũ trụ đủ sáng tạo và cuốn hút chưa nào? Một cách kể chuyện gia đình có chút ẩn dụ nhân hóa. Hài kịch trong phim này cũng không bị nhà mờ quá mà nó kiểu hài đen nhiều hơn, dạng mà ai thích thì sẽ rất thích, còn không thì sẽ thấy phản cảm, kiểu hài cho người xuống địa ngục. Và cô Quỳnh đã làm gì trong phim này? Vẫn làm điều mà cô đã làm trong cả trăm bộ phim trước đây. Nhưng có điều, lần này cô chiếm trọn spotlight, vẫn giữ được nét đặc trưng của A24. Cuộc chiến đa vũ trụ là một bộ phim không phải để xem một lần. Nó thể hiện rất nhiều yếu tố triết học về chủ nghĩa hiện sinh hay thuyết hư vô, và hơn hết là cách người Mỹ gốc Á sinh sống ở các nước tư bản phương Tây. Chính sự sáng tạo cùng đầu óc tưởng tượng tuyệt vời này khiến bộ phim được đánh giá rất cao, thu về con số 104 triệu đô, trở thành bộ phim đoạt doanh thu cao nhất của A24, vượt mặt Hereditary. Để dễ tưởng tượng, bộ phim này giống như một nồi lẩu thập cẩm. Khi mới nhìn qua thì nghĩ rằng nhồi nhét nhiều thứ tạp nham khó tiêu hóa, nhưng khi thưởng thức thì đó là bò wagyu rất vừa vặn. Nước lẩu thanh ngọt không bị mặn, rau xanh rửa sạch không bị cặn, mì udon mềm mịn ăn đầy đặn. Và đó là lý do họ đạt được đến 7 hạng mục Oscar, sự công nhận của sân chơi điện ảnh lớn nhất phương Tây dành cho sự cần cù của những người châu Á nhỏ bé. Dương Tử Quỳnh là một diễn viên hoạt động nghệ thuật hăng say. Cô là ví dụ điển hình cho việc hãy tạo ra cơ hội cho chính mình. Mặc dù có xuất thân từ một cuộc thi sắc đẹp, nhưng cô đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng nó chỉ là bệ phóng cho hàng ngàn sa số những tài năng của mình. Chinh phục được một thị trường khó tính như Mỹ là một điều không thể, là một điều không phải bất cứ người gốc Á nào cũng có thể làm được. Năm nay đã hơn 60 tuổi, có lẽ thời gian cống hiến cho điện ảnh của cô Quỳnh không còn nhiều. Hãy tận hưởng thành quả mà cô đã phấn đấu trong hơn 30 năm làm nghề của mình. Cùng vỗ tay cho thành công của diễn viên Dương Tử Quỳnh, niềm tự hào của châu Á. Tôi là Châu Huệ Linh. Đừng quên đăng ký các kênh hệ thống The Reviewer. Còn bây giờ thì see ya. And the Oscar goes to Michelle Yeoh.